bộ bàn ghế cũng bự. Quá rộng luôn, rất là rộng lớn. Gian hàng bán bánh bía rồi, các loại đặc sản của Sóc Trăng. Lạp xưởng nè, ở đây có lạp xưởng nữa. Dạ, dạ bông bò. Ủa, dạ bông không chứ. Cái này dạ bông được không em? Quầy tính tiền nè. Sảnh rất là lớn luôn, giống như là một cái nhà ga. Thỉnh thoảng có những cái cầu bằng gỗ làm điểm nhắn nha, bắt qua thôi.